Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 96. Bầy sói quy y. Vào mùa thu năm Dân Quốc thứ 36, 1947, Hòa Thượng từ Linh Nham Sơn, Tô Châu đến Nam Kinh, không thanh tự tham gia 10 tuần thiền thất. Đánh lễ Hòa Thượng Minh Quán, Hòa Thượng Liễu Thừa. Có một đêm, trên đường từ Long Đàn về Không Thanh Sơn, Ngài đã độ cho bầy sói quy y. Hòa Thượng kể: "Tôi ở Nam Kinh, huyện Cú Dung, Không Thanh Sơn đã 10 tuần thiền thất. Chỗ đó không có cây giường, cũng không gian mùng, ngày đêm đều ngồi ở thiền đường dụng công. Tôi gặp Hòa Thượng Minh Quán lần đầu tiên ở đó. Lúc ấy, Ngài đã ngoài 50 tuổi, còn tôi được 30 tuổi. Vì cùng tham gia khóa thiền thất 10 tuần, nên tôi và Ngài trở thành bạn hữu không phân tuổi tác. Trên núi Không Thanh có rất nhiều lang sói. Chúng nó rất kỳ quái, là chỉ cần một con tru tréo lên là cả bầy kéo đến. Chúng nó có ngôn ngữ riêng của chúng nó. Người nào gặp phải bầy sói đều bị chúng nó ăn thịt. Có một lần tôi vội đến Long Hoa cho kịp buổi họp. Lúc trên đường về, trời đã sập tối, khoảng 8-9 giờ đêm. Bên gian rừng tôi gặp rất nhiều chó sói, chừng 20 mấy con. Tôi đang đi trên đường, chúng nó bèn đi theo tôi dọc gian đường bảo vệ tôi. Tôi ngỡ rằng chúng bảo vệ tôi, chứ thực ra chúng nó có ý muốn ăn thịt tôi. Nhưng đi xa khoảng 5-6 dặm đường, không những chúng không ăn thịt tôi mà còn trở thành bạn bè với tôi. Về sau chắc chúng nó cũng không còn ăn thịt người ta nữa, vì tôi đã quy y cho chúng nó. Cho nên trong số đệ tử của tôi có cả đệ tử lang sói." Ha ha ha, 问什么的说